tên là Từ Minh Đạt ở Munson, Đức Quốc. Năm nay tôi 84 tuổi. Rồi bắt chùm đá một năm nay rồi thôi. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2015 thì tôi đã bắt đầu theo cái phương pháp chùm đá bằng gan, dùng gan. Từ đó tới giờ tôi không biết bệnh là gì. Có nghĩa là sức khỏe tôi càng ngày càng tốt, mặc dù tôi là 84 tuổi, sức khỏe càng ngày càng tốt, đi đến bình thường và ăn uống bình thường, ngủ nãy nằm xuống là ngủ ngay, không có cái gì mà nó làm cho rối loạn cái mức mà khó khăn của mình hết. Thậm chí tôi đi bưng đồ nãy đó 20 kg mà mấy cháu nó không cho, chứ tối là tôi 20 kg thật là bình thường như một thanh niên, không có gì mà nó phải nghĩa đó. Hai cháu nãy không cho tôi bưng, mà tôi bưng đi 20 kg, không dám đối với tôi, không có thấy gì hết, bao gạo tôi xách một tay. Đó là đối với tôi là cái thôi, và 20 kg luôn nó không, nó quá bình thường. Nhưng mấy cháu này nãy đó, đừng có làm, bác làm cái này, coi chừng bị cục linh cái này cái nọ. Tôi thật sự không có. Làm điều đi cái đi mà đi chùa, làm đấng đi công tác, không có cái gì làm gì. Và hàng ngày cùng điều trị bệnh. Sáng ta 9 giờ bắt đầu đi, tới 12 giờ, 1, 2 giờ trưa, ăn uống xong không cần ngủ, dựa vô cái là ngủ liền rồi. Ngủ vô dựa cho là ngủ liền. Và muốn thức giờ nào cũng được. Sức khỏe những điểm mỗi ngày không ngủ trưa cũng được. Bình thường bây giờ cả ngày nay, mấy ngày nay không ngủ trưa, sức khỏe mình không thấy gì mệt mỏi hết. Đó là nhờ chùm đá chùm gan. Dạ. Bác có thể kể chuyện trường hợp bác gái. Còn bà xã tôi, trong nhà có hai người, một người thì sợ lạnh, một người thì sợ nóng. Thế mà khi mà tôi bắt đầu mùa đông á, mở cửa tôi ngủ không được, bắt buộc phải mở cửa sổ. Mà khi mà tôi mở cửa sổ thì bà xã la, bắt đóng lại rồi mở sửa hết, hết tốc lực luôn. Tôi thì chịu không nổi rồi, cái hai ông bà trong nhà với cái cãi, người nóng người lạnh, mà cãi suốt bắt đầu năm rồi tới giờ trong nhà êm ấm, không có bao giờ cãi cái vụ mình nóng lạnh nữa. Đó là cái thời điểm mà rất tốt cho tôi, và đối với dành tôi đó. Dạ rồi, xin cho thầy khỏi bài rồi. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.